nhằm hỗ trợ chăm lo cho người lao động, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với chi nhánh PNG miền Trung và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình siêu thị mini Tết không đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về. Tại chương trình, 700 tấm phiếu quà tặng trị giá mỗi phiếu 350.000 đồng được chuyển đến người lao động, thanh thiếu nhi để mua sắm hàng Tết với các nhu yếu phẩm cần thiết, thực phẩm Tết, thực phẩm khô, thực phẩm tươi bảo quản được lâu ngày, vật dụng y tế, đồ dùng cá nhân. Bên cạnh đó, nhằm tạo không khí phấn khởi vui tươi trong những ngày giáp Tết, tại siêu thị còn có chương trình hái lộc đầu xuân với những món quà mang phong vị Tết. Cô nhận quà nên cô rất vui để về cô ăn Tết. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 thì thành đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chăm lo cho bà con khó khăn, từ các cái hoàn cảnh của thiếu nhi, đoàn viên thanh niên cho đến người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động này được triển khai từ ngày 10 âm lịch đến 26 âm lịch và các cái phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng. Chương trình siêu thị mini Tết không đồng sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2022 tại tiền sảnh Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng. Để đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch bệnh, siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 16 giờ, với mỗi lượt khách mua hàng không quá 20 người.